Chương trình phát thanh Voice of Pacific Wild xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Tư vấn Địa ốc và Mortgage được thực hiện bởi công ty Pacific Wild, có văn phòng chính đặt tại thành phố San Jose, Silicon Valley, Hoa Kỳ. Chương trình Voice of Pacific Wild sẽ mang đến những thông tin mới và thú vị để quý thính giả có một buổi chiều thứ sáu nhiều niềm vui. Amanda xin chào quý thân chủ đang nghe chương trình Voice of Pacific Wild và xin mến chào anh Leon. Kính chào quý vị khán thính giả và kính chào chị Amanda. Amanda xin cảm ơn anh Leon quay trở lại với chương trình tuần này. Anh biết không, đã 3 ngày trôi qua sau cái kết quả bầu cử, nhưng mà đi tới đâu thì Amanda cũng thấy là vẫn còn nghe mọi người tiếp tục bàn tán xôn xao về tương lai của nước Mỹ với vị tổng thống mới là ông Donald Trump. Cuộc bầu cử này Amanda thấy rất là gay cấn, sách báo thì rất là tốn về giấy mực và mọi người ai cũng bình luận. Và trước khi có kết quả, Amanda thấy kết quả này rất là khó dự đoán. Vậy thì theo anh Leon, yếu tố nào giúp ông Trump giành được sự ủng hộ của các cử tri để ông trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ kỳ này thưa anh? Dạ, chào chị Amanda. Thì mọi việc cũng trôi qua, cho dù đất nước Mỹ này có chia làm đôi trong lúc mà tranh cử, một bên thì ủng hộ Clinton, một bên ủng hộ Trump, thì dầu gì chúng ta cũng đã chọn được một người, một vị tổng thống thứ 45 trong vòng cho đất nước chúng ta 4 năm nữa. Chúng ta nên, người tiếng Mỹ nó gọi là united, tập hợp lại cùng hướng về một hướng để xây dựng nước Mỹ tốt đẹp hơn và hùng mạnh hơn. Để trả lời câu hỏi của chị á, thì cái yếu tố nào mà giúp cho ông Trump thắng cử kỳ này, thì theo Leon có rất là nhiều cái yếu tố. Nhưng chúng ta phải có một cái vấn đề mọi người đều có nhận xét được á, là có một lượng cử tri thầm lặng của người Mỹ, những người mà bảo thủ của đất Mỹ, nước Mỹ này, người Mỹ gốc cũng như hoặc là ở Mỹ rất là lâu, giới bảo thủ đó đã quyết định nên sự thành công và thắng phiếu của ông Trump. Cộng thêm nữa, những chính sách mà ông Trump tập trung vào trong đợt bầu cử này cũng như tranh cử này, thì nó vấn đề là foreign policy, tức là đối ngoại, từ vấn đề chống tới ISIS, nó khác biệt với Clinton, cũng như là vấn đề đối ngoại với China, Philippines, Nga, Russia. Vấn đề kinh tế thì chúng ta phải nói tới là ông Trump có những nước bước rất là đột phá về vấn đề job creation, có nghĩa là tạo nên công ăn việc làm, cũng như giảm thiểu sự, cái deficit, tức là về thâm thủng mậu dịch, cũng vấn đề về giảm thuế, khác biệt với sự tăng thuế của Clinton, cũng như về vấn đề tìm cách để cho cái tỷ giá hối đoái, tức là currency exchange giữa China và nước Mỹ. Về vấn đề xã hội thì ông Trump nghiêng về là chống phá thai, cũng như vấn đề vấn đề gun control, cũng như là không có chặt như là bên Clinton. Cũng vấn đề healthcare, chống lại với vấn đề là Obamacare, cũng như là immigration Titan, có nghĩa là cái vấn đề về policy mà để giảm thiểu, ngăn chặn cái người bất hợp pháp vào nước Mỹ. Yeah. Cái điều đó, những yếu tố đó đã cộng lên một ông Trump của ngày hôm nay. Ngoài ra một điểm đặc biệt mà Leon cũng nhận xét, cũng như mình nói chuyện với nhau với bạn bè, đó là một cá tính rất là đặc biệt nơi ông Trump. Thì một bản lãnh của một người thương gia đã bao nhiêu năm trong cái thương trường và đã được trải qua đi sâu, đi sát vào chính phủ của tất cả nhiều nước mới thấy được có những vấn đề đặc biệt của mỗi đất nước, cũng như cái nước Mỹ có những yếu, những lỗ hổng nào mà ông cần. Thì cái phong cách của ông Trump đã tạo nên một con người đặc biệt, để rồi cái tầng lớp mà bảo thủ của nước Mỹ đã ủng hộ ông rất là nhiều. Tuy rằng cuộc thắng bại kỳ này, cuộc chiến thắng của ông Trump chỉ trong gang tấc, ông thắng tất cả nhiều tiểu bang, nhưng mà mỗi tiểu bang đều thắng trong gang tấc. Nhưng chúng ta nên chúc mừng vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Donald Trump. Xin cảm ơn anh. Theo như anh nói như vậy thì Amanda thấy bà Hillary cũng rất là giỏi và rất xứng đáng để trở thành một nữ tổng thống của nước Mỹ mà. Đương nhiên chứ, mỗi một vị ứng cử viên mà ra tranh cử tổng thống, mà nhất là tranh cử tổng thống ở nước Mỹ này, đều phải là giỏi cả. Chi tiết rằng lá phiếu của người dân là lời nói cuối cùng. Chỉ chúc cho bà Hillary cũng có một cái thời gian đã được mọi đất nước, mọi người đều cảm ơn Hillary Clinton cho sự đóng góp của bà trong những năm qua. Nhưng lá phiếu, như Leon nói, là điều cuối cùng để nói lên
ai là cái người dẫn đầu nước Mỹ trong 4 năm tới. Dạ. À, thật ra nói chung thì hai người đều rất giỏi phải không thưa anh? Dạ đúng vậy. Nhưng ông Trump thì đã là một tổng thống và đó là điều thực tế, thì việc này không có thể chối cãi. Vậy theo anh Leon, việc ông Trump làm tổng thống của nước Mỹ thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế Mỹ và ngành bất động sản thưa anh? Dạ thì bất cứ vị tổng thống nào của nước Mỹ đắc cử, không những tầm ảnh hưởng của họ không phải gói gọn trong nước Mỹ mà nó ảnh hưởng cả toàn thế giới. Và nói trở lại cái nước Mỹ của chúng ta thì dựa vào những chính sách mà qua những cái phương châm mà tranh cử của Clinton và Trump, thì trong trường hợp này là Trump á, thì Leon thấy ông Trump đặt trọng tâm vào 4 vấn đề chính sau đây. Thì vấn đề thứ nhất là nói về vấn đề đối ngoại ở trong đất nước chúng ta, đó là vấn đề về thuế má. Thì Trump ảnh hưởng vào cái nền kinh tế của nước Mỹ thì là Trump sẽ giảm thuế qua cái 4 năm tới. Thì theo chính sách của Trump thì thuế cá nhân sẽ giảm từ 39 hay là 40%, 39.6 khoảng 40% giảm xuống còn 33%. Có nghĩa là mỗi cái paycheck của mỗi người dân chúng ta đem về nhà sẽ cảm thấy rằng xây được vài trăm đồng nào tức đó. Là nhiều hơn phải không? Sẽ được lãnh đem về nhà nhiều hơn. Dạ. Thì đối với đó là về các thu nhập cá nhân, còn về hãng xưởng những như là thương mại thì thuế cũng được giảm. Trump sẽ giảm thuế, cái policy đó là sẽ giảm thuế từ vấn đề từ 35% xuống còn 15%. Cái mục đích là thúc đẩy sự phát triển tự do của những doanh nghiệp cơ sở thương mại để tạo công ăn việc làm mới. Cái vấn đề đó là vấn đề thuế. Vấn đề thứ hai đó là giao thương cũng như là buôn bán quốc tế thương mại giữa những nước với nhau. Thì cái đồng hiện tại bây giờ, cái đồng tiền của Trung Quốc nó đang thấp giá hơn hàng chi, nó gây đến sự nhập khẩu và xuất khẩu của nước Mỹ với giữa Mỹ và Trung Quốc nó bị gọi là deficit, có nghĩa là thâm thuẫn. Thì với chính sách của ông Trump, ông sẽ cố gắng đem cái đồng tiền, giá trị của đồng tiền của Trung Quốc trở lại cái vị trí nó phải nên có, để vấn đề là khi mà trao đổi hàng hóa nó bình đẳng hơn. Rồi cái vấn đề hiệp ước mà Trans-Pacific Partnership, mình gọi tắt chứ là TPP, thì qua cái việc của ông Trump, qua chính sách của ông Trump thì có thể bị xóa bỏ. Và mục đích là đem những việc làm được sản xuất nên sản xuất từ nước Mỹ, thay vì đem những việc làm đó đem qua những cái nước nghèo khác, trong đó có Việt Nam mình, để sản xuất rồi mà nhập ngược lại ở đất nước của mình. Rồi kế tiếp là hàng nhập khẩu, Trump sẽ cố gắng là đánh thuế thật là cao. Nghĩa là sản xuất tại nước ngoài, có những hãng ở nước Mỹ đem ra nước ngoài qua Malaysia, China hay là Việt Nam hay là Thái Lan manufacturing xong đem về nước Mỹ, thì Trump sẽ cố gắng ngăn chặn cái điều đó bằng cách là tăng tiền thuế nhập khẩu. Đem những hàng hóa nước ngoài đem về nước Mỹ lại phải nhập khẩu cao, mục đích là muốn tạo công ăn việc làm tại trong nước Mỹ cho người dân ngay trong nước Mỹ. Đó là về vấn đề thương mại quốc tế. Cái vấn đề kế tiếp đó là immigration có nghĩa là nhập cư. Khi nói vấn đề nhập cư ở đây thì dĩ nhiên cái policy trong những năm tới sẽ bắt đầu khó khăn hơn. Họ muốn vào nước Mỹ phải có những cái policy vẫn requirement chặt chẽ hơn. Những di dân lậu hoặc là những di dân mà bất hợp pháp và gây tình hình an ninh nguy hiểm của nước gia Mỹ thì sẽ bị chặn. Thì theo Leon, cái ví dụ như cái vấn đề ông đặt ra vấn đề là xây bức tường giữa Mỹ và Mexico, thì thật ra cái việc thực hiện cái điều đó rất là khó, chưa chắc là thực hiện được, nhưng nó thoát được cái ý tưởng là ông muốn giữ job tại tất cả tại nước Mỹ. Những người di dân bất hợp pháp không được vào nước Mỹ, không được bị ngăn chặn bớt đi, để bớt đi tranh giành việc làm trong nước Mỹ. Về vấn đề cuối cùng mà Lý Dân nói là vấn đề infrastructure, có nghĩa là hạ tầng cơ sở của nước Mỹ. Nước Mỹ chúng ta tuy rằng đã được hiện đại lắm rồi, đường xá, freeway, phi trường, nhưng dưới cái tầm nhìn của Donald Trump thì ông nghĩ rằng còn rất là nhiều điều phải làm. Thì cái dự kiến là sẽ đầu tư vào trong hạ tầng cơ sở khoảng 1.000 tỷ, có nghĩa là $1 trillion. Thì dĩ nhiên cái đồng tiền nó đi đâu đến thì khoảng chừng 650.000 đến từ những doanh nghiệp, tức là hợp tác với những doanh nghiệp cá nhân, còn 350.000 đến từ tiền của chính phủ, tiền thuế. Thì cái việc xây dựng này sẽ tạo nên công ăn việc làm cho nước Mỹ nhiều hơn, tạo ra ít nhất là 23 triệu việc làm cho nước Mỹ trong vòng 4 tới 10 năm tới. Nào, cái vấn đề ở đây, nếu mà chị nhớ lại nếu mà chị có đọc sách hay là mọi người cùng nhớ lại, năm 1929 đến 1933 là lúc đại khủng hoảng của nước Mỹ. Lúc đó là mọi người, cả nước Mỹ coi như khủng hoảng tài chính, không có công ăn việc làm, thì nước Mỹ mới ra chính sách là
xây dựng, tạo nên xây dựng, tức là tạo nên hạ tầng cơ sở, xây cầu đường xá này nọ để tạo công ăn việc làm, để có người dân có tiền có thể tiêu xài được nhiều hơn. Vì đó là một cái nền yếu tố mà thúc đẩy nền kinh tế của nước Mỹ. Thì đây là lúc mà ông Trump cố gắng tất cả đem việc làm về nước Mỹ, tạo nên việc làm tại nước Mỹ, ngăn chặn sự nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào nước Mỹ. Tất cả cái nền kinh tế, những yếu tố đó để giúp nền kinh tế Mỹ, việc làm của Mỹ phát triển trong vòng 4 năm tới. Vậy thì bây giờ cái ngành real estate như thế nào? Theo Leon nghĩ, ngành real estate là một phần trong cái nền kinh tế Mỹ. Nếu như kinh tế Mỹ phát triển, thì ngành real estate sẽ phát triển theo. Những cơ sở hạ tầng được phát triển, điều đó sẽ giúp cho ngành real estate chúng ta phát triển hơn. Tiền bạc sẽ đổ vào trong cái đầu tư để phát triển hạ tầng cơ sở. Điều đó sẽ tạo cho nguồn tiền cho bất động sản. Thành ra, Leon nghĩ rằng nền kinh tế Mỹ cũng như real estate sẽ phát triển trong những năm tới. Vừa rồi anh có nói là 1.000 tỷ đó, thì theo Leon thì tiểu bang Cali của mình sẽ được bao nhiêu tỷ vậy anh? chúng ta cứ hy vọng, chị cứ đợi xem. California có tới chắc cũng phải 35 triệu hay là 40 triệu dân rồi ha. Yeah. Chắc cỡ đó. Thì nước Mỹ thì cũng cỡ khoảng có như là 1/10 dân số của nước Mỹ. Vậy thì chị nghĩ bao nhiêu thì đủ? Bao nhiêu thì chúng ta cần? Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Vậy càng thì cứ đợi. Có thể là một năm sau, 6 tháng sau chị sẽ thấy rằng có những cái điều kiện mà nó sẽ đổ vào. Cái đây mấy ngày coi cái bài diễn văn mà nhậm chức của, không phải là nhậm chức, là tuyên bố chiến thắng của Donald Trump. Ông có nhắc tới vấn đề những phi trường, bến cảng của chúng ta tuy đã hiện đại nhưng so với thế giới vẫn còn thua xa lạc hậu. Có nghĩa rằng không những tập trung đầu tư vào cầu đường từ những building cao ốc, mà nó tập trung vào những cái hạ tầng cơ sở về transportation, có nghĩa là từ airport nữa. Điều đó như chị thấy nó sẽ tạo được công ăn việc làm rất là nhiều cho người dân của nước Mỹ. Hy vọng rằng những khi mỗi người dân chúng ta có thêm một đồng trong túi hay là 2 đồng, thì cái niềm tin của họ sẽ có nhiều hơn và họ sẽ xài tiền nhiều hơn, và cái nền kinh tế của chúng ta tùy thuộc vào sự spending, có nghĩa là xài tiền của mỗi người dân. Đó là cái chính sách của Donald Trump. Dạ, xin cảm ơn anh Leon đã chia sẻ. Thì sau khi nghe anh Leon nói, Amanda thấy rằng chúng ta có quyền hy vọng một chính phủ mới của tân tổng thống Trump sẽ tạo ra sự phát triển ngành kinh tế cũng như ngành bất động sản. Tuy nhiên đoạn đường còn rất dài, thì chúng ta hãy hy vọng và chờ xem. Dạ, kính chào khán thính giả và kính chào chị Amanda. Chúng ta nên hy vọng và lúc nào cũng hy vọng. Rồi đất nước Việt Nam đến đất nước Mỹ, dầu gì vì ngài tổng thống nước nào lên đi nữa trong 4 nhiệm năm này vẫn tốt hơn những gì chúng ta đã có tại quê nhà. Đó là chúng ta nên tự hào. Đất nước tự do cho chúng ta có một cơ hội mỗi lần cầm lá phiếu bỏ vào một thùng, đó là một niềm tự hào. Chúng ta có mỗi lá phiếu, chúng ta có giá trị của nó. Kính chào chị và kính chào quý vị khán giả. Chúc mọi người một lần nữa 4 năm mới tới thật tốt đẹp. Amanda xin thay mặt công ty Pacific Way xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Mọi thắc mắc và đóng góp về chương trình cũng như những giao dịch về việc mua bán bất động sản hay vay nợ đổi nợ, xin quý vị liên lạc điện thoại công ty số 408-532-1278, 408-532-1278, hoặc quý vị có thể gọi trực tiếp Amanda ở số điện thoại 408-693-6940, 408-693-6940. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cũng vào lúc 4:30 đến 5:00 trên băng tần 1500. Xin cảm ơn anh Leon và xin kính chào quý vị. Kính chào chị Amanda. Chị xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài. Rất là vui được trở lại với quý vị ngày hôm nay. Và như mỗi tuần thì TK muốn giới thiệu người bạn đồng nghiệp MC cùng host chương trình với TK, đó là chị Minh Châu. Xin chào TK. Minh Châu xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài. Minh Châu cũng giống như TK vậy đó, lúc nào cũng mong tới ngày thứ 6 để trở lại với Voice of Pacific Wide để trò chuyện cùng với quý vị. Và như mỗi tuần thì xin mời chị Châu bắt đầu với thông tin về mortgage và địa ốc trong tuần qua đó chị Châu. Cảm ơn TK. Kính thưa quý vị, sau cái cuộc cầu cử tổng thống Mỹ hôm thứ ba vừa rồi thì ai nấy đều rất là ngạc nhiên vì cái kết quả ra không như là dự đoán. Minh Châu nghĩ rằng chắc là rất nhiều người nghĩ là bà Clinton sẽ thắng, nhưng sự thật thì ngược lại.
sáng sớm hôm thứ Tư tiền lời lên rất là nhiều so với mấy tháng vừa qua. Thị trường chứng khoán rất xuống thấp. Sáng sớm hôm thứ Tư khi mà Minh Châu đi vào trong Internet để xem tin tức thì đọc rất là nhiều nơi tin tức thì hầu như mọi người rất là hoang mang vì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra cho cái ngành real estate industry của mình, vì không biết cái vị tổng thống mới sẽ làm gì cho real estate industry. Từ giờ đến cuối năm thì chỉ còn có một cái cuộc meeting quan trọng và nó ảnh hưởng đến tiền lời, đó là Federal Open Market Committee meeting. Thì cái meeting này sẽ diễn ra vào tháng 12. Liệu Fed có tăng tiền lời vào tháng 12 này hay không? Rất nhiều những nhà kinh tế mong rằng tiền lời lên vì họ cho rằng đó là dấu hiệu tốt của nền kinh tế Mỹ khi tiền lời lên. Nhưng vị tổng thống mới Donald Trump sẽ ảnh hưởng những như thế nào đến cái Fed meeting tháng 12 này? Không ai biết được, thưa quý vị. Minh Châu chỉ hy vọng là những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với nền kinh tế Mỹ nói chung và thị trường địa ốc nói riêng. Số nhà bán trên thị trường thì vẫn tăng, tiền lời vẫn ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Thành ra quý vị nào cần làm refinance thì hãy liên lạc với Minh Châu sớm trước khi tiền lời lên. Số người mua vẫn rất nhiều so với số nhà list bán trên thị trường. Với tình trạng nhà list trên thị trường vẫn rất là khan hiếm. Và quý vị nào cần bán nhà thì đây là cơ hội tốt để bán nhà nhanh và giá cao nha quý vị. Tiền lời vẫn tiếp tục ở mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2013. Tiền lời cho loan amount từ 250 đến 417.000 là 2.875% APR cho 15 năm fix. Và từ cho loan amount từ 418.000 đến 625.000 là 3.25% APR cho 15 năm fix. Cho loan amount từ 626.000 tới 1.500.000 là 3.25% APR cho 5-1 ARM. Quý vị nào cần vay nợ mua nhà hoặc là giảm tiền lời hoặc là cần cash out, tức là lấy tiền equity từ nhà ra, thì đây là cơ hội tốt nhất để lock in cái tiền lời thấp nha quý vị. Xin quý vị gọi cho Minh Châu ở số phone 408-393-2068 để refinance. Quý vị chắc chắn là sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền mỗi tháng. Minh Châu có thể giúp quý vị mượn nợ đổi nợ với conventional loan, FHA loan, VA và jumbo loan. Nếu quý vị có thắc mắc gì hoặc là muốn Minh Châu nói về những đề tài gì trên đài 1500 vào lúc 4:30 chiều mỗi tuần thứ sáu thì hãy email cho Minh Châu ở mchau@pacificwire.com. Minh Châu sẽ rất là vui để trả lời những thắc mắc của quý vị. Một lần nữa, quý vị nào cần làm refinance, no point, no cost hoặc là cash out, xin hãy gọi cho Minh Châu tại số 408-393-2068. Minh Châu là loan manager của công ty Pacific Wire với hơn 12 năm kinh nghiệm. Chị Minh Châu có thể giúp quý vị không những giảm tiền lời căn nhà quý vị đang ở mà tất cả những căn nhà quý vị đang cho thuê rất là nhanh chóng, dễ dàng. Xin chị Minh Châu tiếp tục chia sẻ thêm. Cảm ơn TK. Kính thưa quý vị, công ty Pacific Wire có thể giúp quý vị làm commercial loan với tiền lời rất thấp. Quý vị nào có ý định mua office building, hotel, apartments hay là shopping center thì xin hãy gọi cho anh Leon Lê ở số 408-646-0893. 646-0893, anh Leon Lê sẽ giúp quý vị mượn họ để mua commercial property với tiền lời rất thấp. Thưa quý vị, anh Leon Lê không những chỉ làm commercial loan mà anh Leon Lê còn rất là giỏi làm buôn bán cả commercial properties cũng như là residential properties. Nếu quý vị nào có nhu cầu mua và bán commercial hay là residential property thì hãy gọi ngay cho anh Leon Lê tại số 408-646-0893, 646-0893. Thứ sáu tuần trước thì chị Minh Châu nói là FHA chỉ dành FHA loan đó, chỉ dành cho cái người homeowner borrower thôi. Vậy thì mỗi người chỉ được làm một cái FHA loan đó đúng không chị Châu? Cảm ơn TK với câu hỏi vừa qua. Kính thưa quý vị, câu trả lời cho cái câu hỏi này của TK sẽ là yes và no. Tại sao Minh Châu lại trả lời yes và no? Để Minh Châu từ từ giải thích thưa quý vị. Yes có nghĩa là mỗi một người thì chỉ được có một cái FHA loan thôi, là vì mỗi một người thật ra một lúc chỉ ở một căn nhà thôi, chứ không thể một người mà nói là mình ở hai căn nhà được thưa quý vị. Cho nên là mỗi một người chỉ có một cái FHA loan thôi. Nhưng tại sao Minh Châu lại nói no nữa? Thì Minh Châu muốn nêu ra hai trường hợp rất là đặc biệt mà một người có thể có hai cái FHA loan một lúc và dùng một căn nhà để ở và một căn nhà để cho thuê.
chỗ này hơi confused sao quý vị, tại vì mình nói là nhà cho FHA chỉ cho nhà cho để ở thôi mà Minh Châu lại nói như vậy. Minh Châu xin giải thích từ từ nha quý vị. Có hai trường hợp. Thì trường hợp thứ nhất á, là mình cho đặt một cái ví dụ cho dễ hiểu ha, là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới thì mua một cái condo, một phòng ngủ, một phòng tắm. Một năm sau thì cái người vợ này mang thai, và sau 4 tháng thì biết được là mình có hai bé trong bụng lận. Trường hợp này thì mình cho thấy một cái căn nhà condo mà một phòng ngủ, một phòng tắm mà có hai em bé là 4 người như vậy á, thì nó quá chật chội, có đúng không ạ? Thì cặp vợ chồng trẻ này có quyền nộp đơn mua một căn nhà khác lớn hơn, mà cũng có thể dùng cái loan là FHA loan luôn. Tức là họ sẽ xin với FHA là cho tôi muốn mua, chúng tôi có thêm người, có thai người lận. À, trong gia đình có tăng thêm hai người, mà cái căn nhà một phòng ngủ, một phòng tắm condo đó không đủ ở, thì bây giờ muốn mua cái nhà lớn hơn, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ gì đó, và thì FHA vẫn approve cho họ. Và như thế này nữa quý vị, nếu như mà họ muốn cái condo mà họ đã mua rồi á, nếu như họ muốn dùng cái condo đó để cho thuê á, để lấy cái tiền rental income để giúp cho qualify cái loan mới á, thì cái condo đó phải có 25% equity. Ồ, cái điều này là TK chưa nghe qua bao giờ. Thế rất là interesting. Chị Minh Châu có thể nói rõ hơn về cái 25% equity của condo mua một năm trước không chị Châu? Sure, TK. Kính thưa quý vị, ví dụ, Minh Châu lại trở lại cái ví dụ vừa rồi. Cái đôi vợ chồng trẻ này, họ mua cái condo này giá là 300.000 năm 2014. Và khi họ mua cái condo này thì họ chỉ có 3.5% down payment thôi. Thì là họ phải nợ cái nợ FHA loan là 289.500. Một năm sau cái condo này nó lên, cái căn nhà condo này nó lên giá 400.000. Mà nợ của họ thì chỉ còn 280.000 thôi. Thì equity là mình lấy cái giá mới, cái value mới của cái nhà condo là 400.000, mình trừ cho cái nợ hiện tại, tức là cái value hiện tại 400.000. Trừ cho cái nợ hiện tại 208 thì cái người này họ có equity là 120.000 nha quý vị. Value của căn nhà hiện tại trừ cho cái nợ hiện tại là 400.000 trừ 208 thì có 120.000. Thì cái 120.000 này gọi là equity. Tức là họ có 120.000 equity. Thì muốn tính percentage thì mình lấy cái 120.000, cái equity đó mình divide by 400.000. Thì cái người khách này thật sự là có tới 30% equity nữa lận, tức là nhiều hơn 25% equity, tức là họ có quyền dùng cái nhà condo này as a rental property, cho mướn và dùng cái income rental đó để giúp mình làm cái nợ mới, income thêm cho mình. Cảm ơn chị Châu. Chị Châu muốn hỏi một câu hỏi nữa là, vậy thì cái người đó họ có quyền mua căn nhà lớn hơn với cái FHA loan với lý do đặc biệt đó là gia đình có 4 người thay vì là 2 người như lúc trước, đúng không chị Châu? Đúng như vậy TK, kính thưa quý vị, điều rất thú vị là họ có quyền cho thuê cái căn nhà nhỏ nữa, tức là cái căn nhà có condo mà họ mua một năm trước đây. Và tức là họ dùng cái căn nhà nhỏ là income rental income để phụ mượn cái loan lớn hơn, tại vì khi mua cái nhà lớn hơn thì cái nợ phải lớn hơn, tại vì họ cũng chỉ down ít, và thì họ có cái nợ lớn hơn thì họ cần thêm income, thì họ có thể dùng cái income của cái nhà condo để qualify cho cái loan FHA loan mới luôn nha quý vị nha. Ok, thì em muốn tóm tắt lại chút xíu để mà hiểu có đúng hay không á chị Châu ha. Vì khi mà căn condo đó có trên 25% cái equity thì họ sẽ có cái quyền là cho thuê. Vậy thì họ có quyền sử dụng cái rental income từ cái căn condo để mà tăng cái phần income của mình lên để mua căn nhà lớn hơn nữa, đúng không chị Châu? Đúng vậy TK. TK nhắc lại rất là hay. Kính thưa quý vị, cái điểm rất hay ở đây là nếu họ không sử dụng cái rental income của cái condo thì chưa chắc họ qualify cho cái món nợ lớn hơn, đúng không ạ? Vì họ vẫn làm FHA loan và vẫn down xuống có 3.5% thôi. Mà cái nợ lớn hơn thì dĩ nhiên là cần cái income nhiều hơn. Ok, thì có một câu hỏi thêm nữa cho chị Châu là trong cái lúc mà họ đang làm giấy tờ để mua căn nhà lớn hơn thì họ vẫn đang ở cái căn condo cũ. Vậy thì làm sao mà cho thuê được cái căn condo đó để dùng được cái rental income mà chị Châu? Oh, good question, TK.
Very good question. Kính thưa quý vị, vậy lender chỉ đòi cái rental agreement và cái proof of first month and last month rent thôi, mặc dù cái người khách này họ vẫn đang ở cái condo, tự họ chưa có cái nhà lớn hơn để move in thì họ vẫn đang ở condo, thì họ chỉ cần ký một cái người tenant và sign cái rental agreement, và cái người tenant đó phải trả cái check trong đó để first month and last month rent. Dĩ nhiên là cái căn condo đó thì vẫn để cho thuê sau khi mà cái hai vợ chồng này mua vào nhà lớn rồi thì mới cho thuê căn condo. Thì trong cái lease agreement mình phải để cái ngày, thí dụ như mình tính một tháng, hàng tháng rưỡi sau mới mua ra thì mới cho cái người tenant vô sau đó. Thưa quý vị, chị Châu ơi, vậy thì cho chị Kỳ hỏi làm sao để mà show được cái proof của cái first month and last month cho thuê với chị Châu? Như thế này nè, Kỳ Kê, Châu nói như thế này ha, thí dụ như cái người tenant đưa cho cái đôi vợ chồng trẻ này cái check first and last month, thì cái người hai vợ chồng này phải deposit cái tấm check đó vào account của họ. Sau đó đó họ phải in ra trong cái online activity trong cái account của họ để cho lender thấy là cái số tiền first month và last month rent này đã được deposit vào account của họ rồi và đã clear luôn rồi. Và dĩ nhiên phải nộp lên cái copy của cái check đó và phải nộp lên cùng với cái rental agreement. Phải thấy là cái check này từ hai cái người tenant này hay là một người tenant này mà dúng tên trong cái rental agreement vậy đó, thì là it's okay, lender ok với lại cái cách đó. Ok, như nghe thì cũng có nhiều cái bước, nhưng mà tuy nhiên nghĩ nếu mà chuẩn bị đầy đủ thì cũng dễ để mà chứng minh được cái rental income đó chị Châu ha. Đúng rồi, TK không có gì khó cả, mà cũng nhiều trường hợp mình giúp cho khách hàng á thì không có vấn đề gì hết, rất là dễ dàng thôi ha TK. Kính thưa quý vị, trong trường hợp vừa rồi đó là gia đình tăng dân số nên rất hợp lý để mua cái nhà lớn hơn để cho họ ở. Còn dĩ nhiên là căn nhà condo vẫn giữ nguyên FHA loan nha quý vị, tức là họ có hai cái FHA loan một lúc và cái condo bây giờ trở thành rental property. Chị Châu có thể nói thêm về cái trường hợp thứ hai được không chị Châu? Kính thưa quý vị, trường hợp thứ hai như sau. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là tăng dân số trong căn nhà thì mình mua căn nhà lớn hơn ha quý vị ha, để mình vẫn được thêm một cái FHA loan. Trường hợp thứ hai đó là ví dụ như quý vị mua một căn nhà đầu tiên qua chương trình FHA loan ở San Jose, một năm sau công ty của quý vị relocate to Los Angeles, công ty mình đổi cái chỗ location, là sometimes cũng có chuyện đó xảy ra đúng không ạ, thì mình không thể nào mà đi làm đang ở San Jose mà đi làm ở cái công ty ở Los Angeles được, có đúng không ạ? Thì trong trường hợp này mình cũng xin làm một cái loan khác, FHA loan khác, mua căn nhà ở Los Angeles. Thì bây giờ thì khi mà mình mua căn nhà ở Los Angeles với cái FHA loan mới, thì cái căn nhà mình đang ở San Jose cũng đang là FHA loan rồi, và cũng như cũ là, và cũng nếu như mình có hơn 25% equity trên cái căn nhà ở San Jose đó, thì mình cũng có thể dùng nó cho thuê và dùng cái rental income để qualify cho cái loan mới của mình nha quý vị. Chị Châu ơi, vậy thì cái trường hợp thứ hai chị Châu nói là liên quan đến cái sự thay đổi trong công việc làm. Yes, TK. Công việc làm rất là quan trọng. Nếu không có việc thì không có thể nào trả mortgage được đúng không ạ? Nên khi công ty relocate thì cái người employee cũng phải relocate nếu muốn tiếp tục công việc ở đó. Chị Châu ơi, ngoài hai cái trường hợp mà chị Châu vừa chia sẻ vừa rồi đó, còn cái trường hợp nào khác nữa không chị Châu? So far thì chỉ có hai cái trường hợp này mới được mượn thêm một cái FHA loan nữa thôi, thì kê chưa có thấy cái nào khác. Ok, thì kê muốn hỏi thêm nữa là thì kê nghe nói thì khi mà làm refinance cái FHA loan thì cũng rất là dễ đúng không chị Châu? Đúng vậy thì kê. Kính thưa quý vị, Minh Châu rất là thích làm FHA loan và làm refinance cho FHA loan vì nó rất là dễ. Nhưng mà chắc phải hẹn với quý vị sang thứ sáu tuần sau, Minh Châu sẽ nói
tại sao làm việc financial cho FHA loan dễ, tại vì cái này cũng hơi mất nhiều thời gian thưa quý vị. Cảm ơn chị Châu rất là nhiều. Mình sẽ dành cái phần này cho cái tuần tiếp theo chị Châu ha. Dạ dạ. Cảm ơn TK, Minh Châu. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian lắng nghe Minh Châu. Xin quý vị gọi cho Minh Châu tại số 408-393-2068, 393-2068 hoặc là email đến mchau@pacificwire.com về tất cả những vấn đề liên quan đến mượn nợ, đổi nợ cho căn nhà của quý vị. Minh Châu xin giới thiệu đến quý vị cơ hội để mua được những căn nhà mơ ước với giá tốt nhất được list bởi Pacific Wire. Nhà single house, khu Blossom Hill, San Jose 95123, 4 phòng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.755 square feet. Nhà rất đẹp với nhiều upgrade, giá chỉ có 859.000. Nhà duplex San Jose 95125, mỗi bên 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, có thể vừa ở vừa cho thuê, giá 849.000. Nhà condo Daily City 2 phòng ngủ 2 phòng tắm 1.000 square feet giá 579.000. Thưa quý vị, bên cạnh những căn nhà đã qua sử dụng, Pacific Wire có rất nhiều những căn nhà mới xây trực tiếp từ builders. Thì Ken muốn update cho quý vị một số listing mới như sau. Nhà condo ở San Jose 95111, 2 phòng ngủ 2 phòng tắm rưỡi, hơn 1.400 square feet. Khu Astoria giá 650.000. Nhà single house ở Morgan Hill, khu Solera Range, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, gần 3.000 square feet, giá chỉ có 960.000. Nhà condo 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, hơn 2.000 square feet, khu Metro Communication Hills giá 865.000. Và rất nhiều nhà nữa, quý vị có thể tham khảo thêm tại website của Pacific Wire, www.pacificwire.com. Nếu quý vị có thắc mắc gì thêm, hãy liên lạc ngay với anh Leon Lê, broker của Pacific Wire tại số phone là 408-646-0893, 646-0893 để được tư vấn miễn phí. Kính thưa quý vị, đối với Pacific Wire, chúng tôi rất tự hào có đội ngũ agent chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm, thành thạo nhiều ngôn ngữ. Vì vậy, mỗi tuần Pacific Wire sẽ vinh dự giới thiệu một agent nổi bật của công ty. Trong tuần này, công ty Pacific Wire xin được giới thiệu anh Mẫn Hoàng. Mẫn Hoàng là một chuyên viên địa ốc rất năng động, nhiều kinh nghiệm làm việc tận tâm và uy tín, rất là chuyên nghiệp nha quý vị. Xin quý vị gọi cho anh Mẫn Hoàng tại số 408-908-8708 để được free consultation về vấn đề mua nhà, bán nhà, mượn nợ, đổi nợ. Anh Mẫn Hoàng rất là thân thiện và vui tính, kính thưa quý vị. Mình giao tin rằng quý vị sẽ rất hài lòng khi làm việc với anh Mẫn Hoàng. Xin quý vị gọi cho anh Mẫn Hoàng ở số 408-908-8708. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm qua là ngày thứ năm, và sẽ đến qua đã có một cái event rất là thành công và được sự ủng hộ của rất nhiều quý thính chủ và thính giả. Đó là bữa ăn chay miễn phí được Pacific Wire tổ chức, hay còn gọi là Pacific Wire Vegetarian Lunch, tại nhà hàng Di Lạc ở đường Quimby, Road San Jose. Pacific Wire tổ chức hoạt động này để tri ân quý thân chủ đã, đang và sẽ là khách hàng thân thiết của Pacific Wire. Cảm ơn quý vị thân chủ đã lắng nghe chương trình Voice of Pacific Wire, cũng như là ghé thăm buổi ăn trưa chay rất là thân mật với Pacific Wire ngày hôm qua. Đúng vậy, thưa quý vị, Minh Châu cũng như TK rất là vinh dự đón tiếp quý vị ngày hôm qua, được trò chuyện cùng với quý vị. Minh Châu hy vọng sẽ gặp lại quý vị vào nhiều event tới nữa của công ty Pacific Wire. Pacific Wire mình có nhiều cái event lắm đó chị Châu ha. Còn có một cái event sắp đến nữa, chị Châu có muốn giới thiệu luôn đến quý vị khán giả không Châu? Cảm ơn TK đã nhắc. Minh Châu cũng xin được bật mí luôn một cái event nữa vào tuần sau mà Pacific Wire sẽ tổ chức. Minh Châu cũng xin được mời quý vị thính giả nào có nghe đài radio thì ghé thăm thứ sáu tuần sau, ngày 18 tháng 11, lúc 5:30 chiều đến 7:30 tối, Pacific Wire có tổ chức bữa tiệc Thanksgiving thân mật dành cho các anh chị agent và quý thân chủ của Pacific Wire. Có thức ăn và thức uống, catering và karaoke, dancing. Rất là vui nha quý vị. Mời quý vị thính giả nào có nghe chương trình có thể ghé thăm, tham gia cùng với công ty Pacific Wire để cùng chung vui. Đây là cơ hội mà quý vị có thể làm quen được với anh chị em agent của công ty.
Dạ, bên cạnh đó thì TK cũng muốn nói thêm, cái bữa tiệc Thanksgiving này cũng là cơ hội để Pacific Wine phát giải thưởng cho cái cuộc thi Writing Contest mà Pacific Wine đã tổ chức trong thời gian vừa qua. Cuộc thi của Pacific Wine nhận được rất nhiều sự tham gia của các em thiếu nhi ở quận Santa Clara. Có nhiều bài viết rất là hay thưa quý vị. Vị giám khảo của chúng tôi là ba giáo viên của trường tiểu học Caroline Clark, cũng rất là rất là khó khăn bởi vì phải chấm rất là kỹ để chọn ra được người chiến thắng trong cuộc thi này. Chúng tôi có bốn cái giải thưởng rất là hấp dẫn vì có hai nhóm dự thi khác nhau. Nhóm 1 đó là cho lớp 4 tới lớp 5, nhóm 2 là lớp 6 tới lớp 8. Bốn giải thưởng bao gồm hai giải nhất mỗi giải trị giá 2.000 đồng và hai giải nhì mỗi giải trị giá 500 đồng. Quý vị hãy đến dự tiệc Thanksgiving với Pacific Choir và cũng như là nghe công bố giải thưởng luôn nha quý vị. Cuối cùng, Minh Châu xin được nhắc lại với quý vị như sau. Pacific Choir đang liên tục tuyển chọn Real Estate Agent, Loan Agent và Loan Officer. Chúng tôi có training từ 9 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ rưỡi sáng mỗi thứ năm hàng tuần. Các lớp học thì rất là hay, rất là gần gũi, rất là thực tế. Chúng tôi có Starbucks coffee và breakfast miễn phí và rút thăm trúng thưởng mỗi cuối cái buổi training. Nếu anh chị nào mà có ý định tìm hiểu nghề nghiệp tại công ty Pacific Wine, xin vui lòng liên lạc với anh Lê Anh Lê ở số 408-646-0893, 646-0893. Anh Lê Anh Lê là broker và là CEO của công ty để được tư vấn trực tiếp với anh. Chương trình phát thanh Voice of Pacific Wine xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp hoặc là thắc mắc về việc mua bán nhà, vay đổi nợ, vui lòng gọi số hotline 408-646-0893, 646-0893 là số phone của anh Leon Lê, broker của Pacific Wine, hoặc có thể gọi cho TK ở số 408-531-7496, 531-7496. Quý vị có thể ghé trực tiếp văn phòng Pacific Wine tại khu Paloma Plaza, gần với Capital Expressway và Avon. Chúng tôi rất là vui được đón tiếp quý thân chủ. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau cũng ở lúc 4 giờ rưỡi đến 5 giờ trên đài Radio AM 1500. Xin chào tạm biệt quý vị.